Các bạn thân mến, lại là cô đây. Hôm nay thì cô sẽ giới thiệu với các bạn chuyên đề ngữ pháp rất là thú vị. Và cô đảm bảo là khi mà các bạn học chuyên đề này xong thì các bạn sẽ thấy là mình giỏi lên một chân kinh mới. Cái chuyên đề này thì thực ra nhá, nó sẽ không được dạy một cách official ở trên trường lớp. Thật sự luôn, ngày xưa hồi cô bằng các bạn ấy, cô cũng không được học chuyên đề này đâu. Nhưng mà dạo gần đây, khoảng 3 năm đổ lại đây, thì cái phần ngữ pháp này lại xuất hiện ở trong đề đại học của chúng mình, và nó là một trong những cái câu mà các sĩ tử đi thi khá là sợ. Các bạn ấy sợ bởi vì là không có ai liệt kê cho các bạn ấy hết tất cả các trường hợp và kiểu làm nó theo kiểu may rủi, các bạn không không hiểu về cái bản chất của cái việc rút gọn này. Thì bây giờ cô trò mình sẽ học nó thành một chuyên đề, và cô tin chắc chắn rằng là sẽ không có ai dạy các bạn kỹ cái chuyên đề này bằng cô đâu. I promise, cô hứa luôn. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nha. Các bạn nhớ là mình sẽ xem viết như bình thường, như kiểu cô đang giảng cho các bạn thôi, giống kiểu đang được học gia sư nhỉ. Thế xong rồi, viết lại giúp cô và làm thật là nhiều bài tập lên để cho nó thuần thục nhá. Chuyên đề này sẽ có tên là các dạng rút gọn mệnh đề. Nghe cái tên các dạng thì nó có vẻ nhiều đúng không? Tuy nhiên thì thực ra nó chỉ có hai dạng chính thôi. Dạng một chính là rút gọn mệnh đề quan hệ. Thì cái dạng rút gọn mệnh đề quan hệ này mình vừa mới học cách đây mấy buổi trong cái chuyên đề mệnh đề quan hệ thôi đúng không? Thế này là mình sẽ không phải học lại. Các bạn có thể nhớ nhanh lại bốn cái dạng cô đã dạy các bạn trong cái phần các dạng rút gọn ấy. Ngoài ra thì mình sẽ có một phần số 2 và phần trọng tâm hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn, đó chính là rút gọn mệnh đề cùng chủ ngữ. Cái cũng như cô đã nói là cái chuyên đề ngữ pháp này nó không phải một chuyên đề ngữ pháp official, nó không phải một cái bài to như kiểu bài thì rồi bài tu vơ bên các thứ, mà nó chỉ là những cái kinh nghiệm rút gọn rồi các cô đúc kết ra thôi. Cho nên là các bạn thấy nó có rất là nhiều cái phiên bản các cô gọi tên khác nhau, ví dụ như các bạn có thể nghe thấy là rút gọn mệnh đề đồng chủ ngữ, rồi rút gọn các thể loại, nói chung là các cô có thể đặt thêm các tên khác, nhưng cái cốt lõi của nó ấy, nó chính là cái việc khi hai mệnh đề có cùng chủ ngữ với nhau thì mình sẽ có thể là tìm cách làm viết câu cho nó ngắn lại, và nó phải có công thức để viết nha, chứ mình không bịa ra. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần A là phần lý thuyết trước giúp cô nào. Thường thì nó sẽ có ban đầu hai cái câu gốc, sau đó là chúng mình mới rút gọn. Thì hai cái câu gốc của các bạn nó sẽ có hình thức như sau. Hình thức số 1 là các bạn sẽ thấy là nó sẽ là hai câu đơn và tách bạch hẳn với nhau ra, nó sẽ là S1 vớp 1 xong chấm một cái rồi đến S2 vớp 2. Và khi mà mình thấy hai câu đơn viết cạnh nhau như thế mà lại cùng chủ ngữ đúng không, thì nó bị phèn ý. Thì người ta sẽ tìm cách là kết hợp nó lại thành một câu cho nó phức tạp, trông 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 cho nó đỡ phèn. Hoặc một kiểu số 2 thì cũng là hai cái mệnh đề là S1 vớp 1, S2 vớp 2. Tuy nhiên thì bây giờ nó được liên kết sẵn với nhau bằng một liên từ rồi. Khi nó được liên kết sẵn bằng một liên từ rồi, nhưng mà mình cũng thấy nó cùng chủ ngữ, thì mình cũng có thể rút gọn nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nhớ giúp cô này. Mình sẽ mặc định luôn giúp cô là cái mệnh đề rút gọn ấy sẽ là cái mệnh đề S1 vớp 1, và cái mệnh đề chính là cái mệnh đề mà mình sẽ giữ nguyên thì sẽ là mệnh đề S2 vớp 2, để cho nó tiện viết công thức nhá. Và cái điều kiện tiên quyết dùng để rút gọn thì các bạn nhớ rồi đúng không, nó chính là S1 và S2 phải giống nhau, hay mình còn gọi là cùng chủ ngữ. Nếu như nó khác nhau thì sẽ không áp dụng được cách này đâu các bạn nha. Nếu như nó khác nhau thì sẽ không áp dụng được cách này đâu. Nào bây giờ mình sẽ sang cho cô một cái bảng gồm có cách lược bỏ, cấu trúc sau khi lược bỏ và lưu ý. Ok, cách lược bỏ đầu tiên nó sẽ ứng với trường hợp số 1 nhá. Trong trường hợp số 1 này thì lại có 3 trường hợp nhỏ mình cần lưu ý. Trường hợp 1 đó chính là khi mà các bạn thấy vớp 1 song song và liên tiếp với vớp 2. Ok. Nào, trường hợp nhỏ đầu tiên trong trường hợp 1 nhá, đó chính là vớp 1 nó có tính chất là nó song song hoặc liên tiếp với nhau. Các bạn tưởng tượng như thế này này, nó sẽ là hai hành động xảy ra liên tiếp trong một tích tắc cùng với nhau luôn. Đấy, thì ví dụ như đây, các bạn nhìn cho cô, nghiên cứu cho cô câu này nhé. I turn on the light thì cô sẽ có verb 1 là turn on, verb 2 sẽ là I was astonished. Astonished có nghĩa là mình bị sửng sốt rồi các bạn. Tôi bật điện lên, tôi sửng sốt với những gì tôi đã nhìn thấy. Thì các bạn thấy là hai cái hành động ở đây nó kiểu liên tiếp nhau đúng không? Kiểu tay bật cái điện lên một phát, mắt nhìn một phát xong rồi là sửng sốt luôn. Thì đấy, kiểu hai hành động mà nó xảy ra cùng với nhau trong một tích tắc như thế thì nó chính là cái trường hợp mà cô vừa nói rồi đấy nhá. Trường hợp số 2 là bây giờ các bạn thấy cái verb 1 của các bạn ý, nó thuộc một cái nhóm. Nhóm này thì không phải là hành động, mà nhóm này là nhóm static verb, tức là nó không diễn tả một cái action gì cả, mà nhóm này là cái nhóm những động từ chỉ, gọi là cảm giác, chỉ trạng thái. Ví dụ như những từ là know đúng không, thì biết nó là một cái trạng thái ở trong đầu mình ý, nó là một trạng thái của trí óc mình ý, chứ nó không phải một hành động.
Đấy, hoặc là recognize, hoặc là think. Đó thì những cái động từ mà thuộc cái nhóm static verb như này thì mình cũng sẽ chia vào trong trường hợp một luôn. Ví dụ như cô có câu như sau: I knew he was poor. I offered to pay his fare. Thì ở đây thì mình sẽ không tính được vào là hai hành động liên tiếp đúng không? Tại mình biết nó có phải là một hành động nào đâu mà tính là hành động. Thì chỉ cần đơn giản là bạn thấy cho cô vấp một là cái từ knew là một cái động từ thuộc về trạng thái của trí ảo, là biết hay không biết cái gì đó, thì mình chia theo cách này thôi. Ok, và có một trường hợp cuối cùng khi mà verb 1 ý, nó là nguyên nhân của verb 2 nha. Verb 1 là nguyên nhân của verb 2, nó nhấn mạnh vào mối quan hệ gọi là nguyên nhân kết quả. Đấy. Thì mình cũng có thể dùng luôn cái trường hợp này nha. Đặc biệt là các bạn thấy thỉnh thoảng nhá, nó hay có cái câu mà câu gốc sẽ cho các bạn because để nối hai mệnh đề đúng không? Xong đùng một cái bên dưới là nó chuyển thành verb in chẳng hạn. Đấy, đấy chính là cái kiểu mà verb 1 là nguyên nhân của verb 2, nhấn mạnh vào mối quan hệ kết quả. Thì khi mà nó có ba cái dấu cộng này của cô từng 13 trường hợp thì các bạn sẽ đều rút gọn theo cách sau. Nào, các bạn sẽ xét cho cô nếu như cái mệnh đề 1 là cái cụ S1 verb 1 mà nó ở dạng chủ động nha, thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ bỏ S1 đi. Đương nhiên rồi, cùng chủ ngữ bây giờ làm gì phải nhắc lại hai hai lần cái chủ ngữ đấy đúng không? Mình sẽ bỏ phát nó đi và mình sẽ chuyển cho cô cái verb 1 đấy về dạng verb in. Nếu ở dạng chủ động nhá, lấy luôn verb 1 chuyển về verb in, và nếu ngược lại ở dạng bị động thì sao? Thì mình cũng sẽ bỏ chủ ngữ 1 này và mình sẽ chuyển cho cô cái verb 1 về phân từ 2. Và trong phần này thì nó luôn luôn có một cái bẫy, đó chính là có những cái đáp án ấy nó sẽ trá hình cho các bạn là be phân từ 2 như thế này này. Cô gặp nhiều lắm luôn và rất là nhiều bạn chọn cái be phân từ 2. Thì các bạn ơi, cái be phân từ 2 này là không đúng đâu nhá, mình chỉ chọn phân từ 2 mà thôi, không có be phân từ 2 đâu, be phân từ 2 sẽ bị sai đấy. Được chưa? Rồi, vậy cực kỳ đơn giản này, bỏ S1 đi, bỏ hết S1 đi, chuyển verb 1 về hai dạng như cô vừa nói, chủ động thì chuyển về verb in, còn bị động thì chuyển về phân từ 2. Và các bạn sẽ nhớ cho cô thêm một cái nữa là nếu câu gốc mà các bạn có thêm liên từ hoặc chặn từ liên kết, tức là nó rơi vào cái trường hợp số 2 như thế này, là ban đầu hai câu gốc nó đã có sẵn liên từ rồi ấy, thì khi các bạn rút gọn ấy, các bạn có thể để lại những liên từ này nhá. Khi các bạn rút gọn, các bạn có thể để lại những liên từ này đấy, thì mình sẽ có những liên từ phổ biến mà các bạn sẽ thấy là hay thi, ví dụ như là when, why, đặc biệt là những liên từ về thời gian ấy, when, why, on, up, when, after, before, hoặc là thậm chí những liên từ về điều kiện if, hoặc là những liên từ thể hiện cái mối trạng ngữ kiểu mặc dù ấy, liên từ trạng ngữ mặc dù, although, despite, in spite, because of, các thứ các bạn có thể giữ lại giúp cô ở đầu câu. Vậy thì sau khi rút gọn các bạn sẽ thấy nó có kiểu như sau nhá. Cái mệnh đề 1 ấy bây giờ nó chỏng trơ, nó chỉ còn một thằng vô bên thôi, bởi vì mình đã bỏ S1 đi và mình chuyển vô 1 về vô bên đúng không? Thế đó, nó chỏng trơ, nó chỉ còn vô bên thôi. Tương tự như thế thì nếu trường hợp bị động thì nó chỉ có mỗi phân từ 2 đứng ở đầu thôi. Xong các bạn sẽ phẩy một cái rồi các bạn sẽ viết S2 vô 2. Và nếu có liên từ thì các bạn đặt liên từ ở đầu giúp cô. Thì nữa thì mình sẽ học các công thức nâng cao sau. Bây giờ các bạn nhìn nhá. Nào, mình sẽ viết thử câu số 1, bắt đầu hướng dẫn và làm bài này. Cô có chủ ngữ đây cùng là ai rồi. Ok, hai động từ là turn on và was absent này rơi vào trường hợp số 1 với một song song liên tiếp với ai. Thế thì bây giờ các bạn xét tiếp này, verb 1 ở đây nó ở dạng chủ động hay bị động? À đúng rồi, verb 1 dạng gì? Chủ động đúng không? Chủ động thì sẽ rút gọn về verb in. Vậy các bạn có thể viết nhanh một câu như sau. Đầu tiên là mình sẽ bỏ ai ở mệnh đề 1 đi. Được chưa? Tiếp theo mình sẽ lấy động từ turn, mình sẽ biến về, à mình biến về turning, right? Rồi turning cái gì thì viết nốt ra nhá, yeah, turning the light. Đấy, thế là mình xong cái phần rút gọn, mình phẩy một cái và mình tiếp tiếp cho cô mệnh đề số 2 vào đây. I was astonished gì gì đấy. Easy không? Rồi. Ví dụ số 2 thì lúc nãy cô trò mình cũng vừa làm rồi nhá. Đây sẽ rơi vào trường hợp là verb 1 là static verb của mom cũng nằm trong cái này, thì các bạn lại xét tiếp này, verb 1 ở đây là dạng gì? Chủ động hay bị động? Đã chủ động. Rồi. Thế thì mình cũng sẽ lựa chọn cách rút gọn giống hệt như cô vừa bảo, đó chính là chuyển verb 1 về dạng verb in nếu dạng chủ động. Thế là các cô thấy các bạn luôn luôn sẽ kiểu như này nhá, các bạn sẽ rất là lười, các bạn lấy luôn new không, các bạn chia ở newing that chẳng hạn, newing như này không các bạn nhé. Mình đã chuyển về cho cô verb nguyên đã là know đã, cho mình thêm verb in vào nhá, knowing his was poor đấy, không chép nốt ra thôi. Xong hết câu 1 này thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ phẩy, các bạn viết tiếp câu 2 vào. Ok, nào câu số 3 nhá. Câu số 3 này. He was exhausted by his work. He threw himself on his bed. Nào mình cùng xét hai động từ số 1 là was exhausted.
Động từ số 2 là through himself. Để cô đố các bạn tìm được cho cô cái mối quan hệ giữa hai cái động từ này. Anh ta bị mệt, bị kiệt sức bởi công việc. Anh ta đã nằm sẵn xoài ra giường, quẳng mình lên trên giường. Ok, đây có phải là bước 1 liên tiếp bước 2 không? Nà, mình cũng không thấy hành động này xảy ra liên tiếp lắm đúng không? Một cái là mệt thì nó cũng thuộc về một cái trạng thái, còn một cái là hành động quẳng mình lên trên giường không phải bước 1 liên tiếp bước 2. Tiếp theo nói là static verb thì cũng ok, bởi vì là thực ra đây cũng là một trạng thái, nhưng mà cô cảm nhận thì cô sẽ thấy là đây là một quan hệ nguyên nhân kết quả, bởi vì mình cho nên là đã quẳng mình lên trên giường. Thì đấy, khi các bạn nghĩ nó về một quan hệ nguyên nhân kết quả nhá, thì các bạn cũng thấy là mình cũng rút gọn được về cách này đúng không, cách verb này này. Thì quên nhầm, cách một này này cho mình sẽ xét tiếp nhá. Cái verb một ở đây theo các bạn nhìn nhá, thì nó là chủ động hay là bị động nào? Nhìn tinh mắt nào. Was exhausted là bị động hay chủ động? Đương nhiên rồi, nó là bị động đúng không? Nó có to be và phân từ 2, còn gì nữa? Was là to be, exhausted phân từ 2 thì verb 1 là bị động. À, khi nó là dạng bị động thì mình có rút gọn nó thành verb ing không? Có, mình có rút gọn nó là being exhausted không? Không nhá, cái cách đấy là cách bị kiểu nó bị sai, nó bị dài dòng. Cô biết là rất liền nhiều bạn hay làm như thế nhá. Không nha các bạn nha, khi mà mình rút gọn thì mình sẽ lấy luôn cho cô cái phân từ 2 luôn. Được chưa? Đây quay lại nhá, các bạn lưu ý quan tâm các bạn nhá. Nếu như các bạn phát hiện đây là bị động nhá, các bạn chỉ cần lấy phân từ 2 thôi. Và phân từ 2 ở đây là cái gì? Ôi dễ quá. Phân từ 2 ở đây của mình là exhausted. Vậy mình nhá, mình sẽ bỏ chủ ngữ he đi này. Trong cái phần bị động thì mình cũng chỉ lấy mỗi phân từ 2 này. Vậy đầu câu các bạn là chỉ có mỗi phân từ 2 như sau: exhausted by his work. Đấy. Rồi, và gì đây? He threw himself on the bed. Đúng không? Thì khi đọc như này xong, người ta sẽ tự động hiểu ra được đây là một quan hệ nguyên nhân kết quả. Người ta sẽ tự trong đầu người ta sẽ là bởi vì anh ta bị kiệt sức với công việc, anh ta lên giường nằm ngủ. Hay không? Rồi nhá. Vậy gì? Trường hợp 1 có 3 trường hợp nhỏ trong này thì cô nghĩ là rất là dễ hiểu rồi. Thì mình sẽ sang cho cô trường hợp số 2. Trường hợp số 2 còn dễ hiểu hơn nữa. Trường hợp số 2 thì nó đòi hỏi các bạn phải cảm nhận vì thì giúp cô. Trường hợp số 2 sẽ như sau: khi mà hành động 1 và hành động 2 xảy ra nhưng nó muốn nhấn mạnh vào cái thứ tự quan hệ thời gian mà hành động lại xảy ra. Ví dụ như tối qua cô muốn nói là hoàn thành xong bài tập tôi đi ngủ. Đấy, thì cái việc hoàn thành bài tập và việc đi ngủ ấy, nó sẽ không liên tiếp với nhau đúng không? Nó không phải là xong bài tập phát lăn lên giường đi ngủ luôn, mà ý của cô muốn nhấn mạnh ở đây là cái mặt tôi phải làm xong bài tập rồi tôi mới đi ngủ. Cô muốn nhấn vào cái mối quan hệ gọi là gì? Verb 1 phải xảy ra xong thì verb 2 mới diễn ra, phải xong bài tập đã rồi mới đi ngủ. Thì đấy, khi các bạn thấy mình cảm nhận thôi, cái nó thuộc cái ngôn ngữ mà mình cảm nhận thấy ở đấy nó có mối quan hệ hoàn thành, verb 1 hoàn thành trước verb 2, thì lúc đấy mình sẽ rút gọn nó làm sao để cho thêm cái tính chất hoàn thành vào một cách khéo léo để người ta hiểu được cái thứ tự trình tự ở đây và cái mà mình đang muốn nhấn mạnh. Thì các bạn ơi, nó lại cực kỳ dễ luôn. Vì nhắc đến hoàn thành thì chắc là các bạn không cần xa lạ đúng không? Khi hoàn thành là mình cho cái gì vào để do được hoàn thành nhờ? À, have phân từ 2 đúng không? Thì bây giờ nhá, vẫn giữ cái tư duy đấy. Các bạn chỉ cần nghĩ thêm cho cô là have phân từ 2 thì nó phải có chủ ngữ chi thì nó mới viết là have phân từ 2 đúng không? Thế bây giờ bỏ chủ ngữ đi rồi, tự nhiên có một thằng verb đứng đầu thì nó sẽ có thiên hướng là nó được chuyển về verb ing. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái ing đó, mình ghép với cả hoàn thành là have phân từ 2 thì sản phẩm mình sẽ ra được là having phân từ 2 đúng không? Chính xác, đấy là cách mình rút gọn đấy. Vậy tương tự như thế này, ở dạng chủ động thì mình sẽ chuyển cho cô verb 1 về having phân từ 2. Ở dạng bị động thì câu chuyện nó vẫn AZ là mình sẽ chuyển về having been phân từ 2. Nha, và cấu trúc sau rút gọn thì nó cũng giống bên trên kia thôi, chỉ có cái là nó thay cái cách rút gọn đi. Nha, bằng having phân từ 2 với having been phân từ 2. Và cái này phải là do mình cảm nhận từng câu. Mình cảm nhận từng câu. Ví dụ cô có một câu như sau này, cái việc cảm nhận thì dễ cực. Now the criminal removed all traces of his crime, là cái thằng tội phạm đúng không? Nó remove là nó làm sao đây? Nó xóa bỏ toàn bộ cái dấu vết của cái vụ phạm tội đấy đi. He left the building và nó chuồn cái tòa nhà đấy. Thì các bạn thấy là khi các bạn đọc xong câu này, nó không phải là song song, không phải liên tiếp nhau, hai hành động này không phải là xóa xong rồi chuồn luôn đúng không? Thực ra nó cũng có cái yếu tố chuẩn luôn, nhưng mình vẫn thấy mình cảm nhận là nó phải làm sao nhỉ? Nó phải hoàn thành xong cái việc xóa dấu vết trong đó là nó mới chuẩn đúng không? Mình muốn nhấn mạnh vào cái việc là nó xong xuôi, nó xóa hết những dấu vết phạm tội rồi.
Đấy, thì đi theo cái hướng đấy thì hay hơn rất là nhiều đúng không? Ok, vậy cô cho mình đi theo cái hướng là xóa xong dấu vết nhá. Xóa xong dấu vết thì bây giờ làm sao để cho nó chữ xong? Thì cho hoàn thành vào đúng không? Rồi, vậy các bạn này, cái thằng phạm tội ở đây thì nó đều là một chủ ngữ nên là ở F1 mình sẽ bỏ criminal đi. Mình sẽ bỏ criminal đi nhá. Thế xong rồi mình sẽ chuyển cái động từ remove này là cái verb 1 này về dạng gì? Ở đây là chủ động đúng không? Nó xóa mà. Remove đang chưa chủ động mà. Vậy này, verb 1 ở dạng chủ động. Dạ, chủ động xong thì mình sẽ thấy là nó cần có tính chất hoàn thành nha. Xóa xong rồi mới chuồn đi. Thì mình sẽ chia cho cô là having. Các bạn nghĩ đi. Having gì? Having remove. Thế thôi. Thế mà. Ok. All traces of his crime. Đấy. Nhưng mà chỗ này nhá, các bạn đừng biết từ he. Nếu mà các bạn biết từ he thì nó sẽ bỏ đi cái thông tin criminal rồi. Chỗ này các bạn nên thay cho cô cái chủ ngữ he bằng gì. Và mình nhét cái từ criminal vào đây này. Đấy. The criminal. Đúng không? The criminal left the building. Được chưa? Hay chưa? Đấy. Thì khi mà các bạn viết xong cái câu này một cái nhá, là người ta sẽ tự hiểu rằng là à, thằng này nó phải xả dấu vết trước rồi nó mới đi. Rồi tiếp theo này. Nào, lúc nãy mình còn học một trường hợp nữa là bị động đúng không? Đây là chủ động thì các bạn hãy được chia là having removed, having phân từ 2. Sang cho cô một trường hợp bị động nhá. Câu số 5 nào. She didn't want to hear the story again. Cô này chẳng muốn nghe cái câu chuyện này nữa. She had heard it all before. Cô này nghe cả câu chuyện này, cả toàn bộ câu chuyện này từ trước đây rồi. Nào, câu số 6 này của cô phải tinh tế hơn một chút nhá. Câu số 6 này phải tinh tế hơn. Sau khi đọc cái hai câu này xong thì các bạn cũng thấy là ở đây nó có mối quan hệ là gì nhỉ? Nhấn mạnh một việc đã xảy ra từ trước đúng không? Để xong bây giờ không muốn làm nữa. Cái việc mà đã xảy ra từ trước đó chính là had heard. Các bạn thấy là bản thân lúc chưa thì người ta cũng cho thì quá khứ hoàn thành vào đây. Để tính cái trải nghiệm ấy, người ta cũng cho cái yếu tố hoàn thành vào đây. Đấy, nhớ nhá, con không phải lúc nào cuộc đời cũng như mơ là nó viết đúng thứ tự của F1 verb 1 đâu nhá. Mà thực ra F1 verb 1 ở đây nó ở sau rồi này. Đây mới là F1 verb 1 này, mệnh đề xảy ra trước là had heard này. Xong rồi mệnh đề S2 lúc 2 ở đây này. Khi mà mình viết thì mình phải tự đảo lại cho đúng trật tự nhá. Vậy này, chỗ này của mình sẽ là had heard, là đã nghe thấy từ trước đúng không? Vậy mình sẽ chuyển cho cô cái này là having. Having gì? Having heard, đúng rồi. Mình phải đảo cái mệnh đề heard lên trước nha. Vì cái này là cái xảy ra trước đúng không? Vậy mình sẽ là having heard it. À, it, các bạn nhìn này, cái it ở đây cũng không nên viết là it luôn nhá. It này theo mình hiểu nó chính là cái gì? The story đúng không? Bởi vì câu gốc nó đọc, nó nhắc đến từ story rồi. Cho nên làm sao nó mới viết là it. Còn nếu mà mình chuyển nó lên thành câu đầu tiên thì mình cũng phải khéo léo chuyển rằng là having heard. Ok, having heard the story. Mình phải tự thêm từ the story vào đây. Ok, all before. Sorry các bạn, cô đánh typing rất là ngu mà đặc biệt là vừa nói vừa đánh là cô không đánh luôn ấy. Having heard the story before, she didn't want, bắt đầu viết thì mệnh đề còn lại vào đây, chép nguyên vào đây, she didn't want to hear the story again. Được chưa? Đấy, thì chỗ này các bạn cũng phải khéo léo, mình cũng phải lồng cho cô cái having heard vào đây, là having phân từ 2 vào đây nhá. Tại vì sao? Bởi vì là nó trong cái câu gốc người ta cũng đã cho cái yếu tố hoàn thành vào đấy rồi, nên là khi mình chuyển mình cũng phải giữ cho người ta cái yếu tố hoàn thành chứ. Đấy, hai câu này của cô thì đều dạng chủ động, chắc là chưa có một câu bị động nào rồi, thì tí nữa mình sẽ làm câu bị động sau nhá. Bây giờ mình sẽ sang tiếp cho cô một trường hợp cuối cùng. Cái trường hợp này nhá là cái trường hợp gọi là siêu hữu luôn, cũng rất là ít khi các bạn gặp, nhưng mà có nên là mình sẽ gặp, à mình sẽ học luôn để sau này có một câu nào khó thì mình có thể giải thích được. Trường hợp cuối cùng là trường hợp số 3. Cái verb 1 các bạn nói là linking verb. Nhà verb 1 của mình là linking verb. Linking verb nó chính là những cái tính từ để nối giữa chủ ngữ. Nhầm, nó chính là những cái từ nối để nối giữa chủ ngữ và tính từ ấy. Nó giống như to be. To be chính là linking verb ấy. Nhưng mà ngoài to be ra thì mình sẽ có những từ linking verb như là feel chẳng hạn. I am tired thì nó giống như I feel tired đúng không? Đấy, thì không phải lúc nào mình cũng dùng mỗi từ am, mình có thể dùng từ feel các thứ chẳng hạn. Đấy, thì cái nhóm để nối giữa chủ ngữ và tính từ thì nó chính là linking verb. Vậy này, dấu hiệu nhận cực kỳ dễ là verb 1 là linking verb và sau verb 1 ý, nó là một tính từ, cái mà mình nhắm đến là một tính từ ấy. Nhá. Thì khi các bạn chỉ cần thấy là verb 1 nó có dạng chủ ngữ này xong cộng với một cái linking verb và một tính từ thì mình sẽ có một cách rút gọn đẹp như mơ luôn, đó chính là các bạn bỏ S1, bỏ verb 1, bỏ hết. Các bạn chỉ giữ lại đúng cái tính từ cho cô thôi. Giữ lại duy nhất cái tính từ thôi, dị không? Đấy, và các bạn sẽ để cái tính từ ấy ở đầu câu. Ok, nào mình cùng sang nhá. Ví dụ như cô có là let's see.
Đây, ví dụ như lúc nãy chỗ này mình cũng có một cái câu có thể rút gọn được theo cách đấy, đó chính là he was exhausted ấy. Thì thực ra tính về dạng bị động thì cái này nó cũng là bị động vì nó sẽ dịch là bị vắt kiệt sức bởi. Nhưng mà nhìn lại thì các bạn đã thấy là ở đây nó cũng có to be đúng không? Và sẽ có một tính từ ở dạng bị động. Tính từ ed là exhausted. Thì đấy, rút gọn với cái dạng này thì các bạn thấy là người ta cũng chỉ giữ lại có mỗi cái tính từ không? Exhausted đây này. Ok. Đấy. Rồi. Ví dụ như một câu như này nhá. Nào đây, cô sẽ có tự bịa thêm một câu nữa. Câu số 5 sao đi. Mình sẽ có ví dụ như là he was tired. What he is doing. He was give up. Anh ta mệt mỏi đúng không? Những gì anh ta đang làm, anh ta từ bỏ. À, thì chỗ này nha, các bạn nhìn này có chủ ngữ này, sau đấy mình sẽ có to be là was và sau was thì mình sẽ có một tính từ là tired. Ok, vậy thì các bạn có thể lựa chọn rút gọn một cách cuối cùng. Đó chính là chỉ cần giữ lại tính từ mà thôi, các bạn lấy luôn cho cô tính từ là tired of what he was doing. Ok, và viết mốc mẹ kể số 2 ra. He gave it up. Gave up. Thế thôi. Exact chưa? Vậy nhá, đấy là tất cả 3 trường hợp. Và cô nghĩ là nó cũng không hề khó một tẹo nào, các bạn làm nhiều bài tập lên là tự nhiên các bạn có phản xạ chia luôn. Trường hợp 1 sẽ là trường hợp rất là phổ biến, bởi vì trong trường hợp 1 nó có 3 trường hợp nhỏ đúng không? Trường hợp 2 rất là dễ xảy ra, rất là nhầm dễ nhìn ra bởi vì nó có chứa sự hoàn thành. Các bạn dịch câu các bạn chỉ thấy là bao giờ nó cần một màu sắc nhấn mạnh sự hoàn thành thì sẽ làm trường hợp số 2. Trường hợp số 3 nếu mình thấy bước 1 nó có chứa một tính từ thì mình hoàn toàn thì chỉ việc giữ lại cái tính từ đấy. Bây giờ mình sẽ vào viết nốt 2 câu còn lại nhá. Nào, 2 câu còn lại của cô thì bắt đầu bây giờ cô đã để cho các bạn cái liên từ ở đầu. Từ nãy giờ mình làm là những câu chưa có liên từ đúng không? Nhưng các bạn để ý cho cô này, 2 câu này mình đã có liên từ ở đầu nhá. Nào, câu số 6 này, Emily is a good student. Although Emily is a good student, she didn't receive a scholarship. Mình sẽ lấy chủ ngữ đồng với nhau ở đây, đó chính là Emily. Ok, và đằng sau chính là she. Đây sẽ là hai người đồng rồi đúng không? Verb 1 là is a good student. Verb 1 của mình là to be is nha. Verb 2 của mình sẽ là didn't receive, là không nhận được giải, à không nhận được học bổng. Theo các bạn thì cái này nó sẽ rơi vào trường hợp nào? Nào các bạn, theo các bạn thì nó rơi trường hợp nào? Nó chỉ rơi vào trường hợp 1 thôi, là hai hành động kiểu song song với nhau ấy, là học sinh giỏi và không nhận được học bổng đúng không? Nó chỉ rơi trường hợp 1 thôi. Trường hợp 1 sẽ là cái trường hợp cover rộng nhất nha các bạn nha. Nào, thì các bạn sẽ giải quyết xong cho cô như sau. Các bạn sẽ làm gì? Các bạn làm gì? Đúng rồi, các bạn sẽ chuyển gì? Chuyển is này về thành verb in đúng không? Sẽ là being a good student. Được chưa? Being a good student. She didn't receive. Và các bạn viết tiếp cho cô cái mệnh đề tiếp theo. She didn't receive a scholarship. Tuy nhiên thì khi các bạn viết xong như này thì các bạn thấy là ô, chết rồi. Hai câu gốc nó còn nối với nhau bằng liên từ although đúng không? Khi mà mình viết xong như này ấy, thì làm sao nhỉ? À, chính xác. Khi mình viết xong như này thì nó mất mối quan hệ although đi rồi. Hiểu chưa? Đấy, cho nên chỗ này bắt buộc các bạn phải có cái liên từ. Thì thực ra ấy, không ai người ta sẽ viết lại từ although cả, bởi vì although mặc định là phải cộng với mệnh đề. Khi mình rút gọn như này thì đây nó không còn là một mệnh đề hoàn chỉnh nữa rồi. Thì người ta sẽ thường hay chuyển thành là despise đúng rồi, hoặc là inspire nha. Đấy, hoặc là inspire đều được nhá. Thì khi mà các bạn chuyển như này này, đây despise being a good student she. À chỗ này không nên viết là she đúng không? Chỗ này nên viết là Emily. Thì cô lỡ đặt tên nó ra. Đấy. Thì câu nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều, và đây chính là cái sự chuyển hóa giữa although và despise. Thì chỗ này cô có một lưu ý cho các bạn nhá, là các bạn thường hay chuyển hóa câu một cách rất là kiểu cứ thích là biến nó về gốc anh thôi. Nhớ này, mình sẽ biến về gốc anh khi mà nó cùng chủ ngữ. Được chưa? Mình sẽ biến về verb in khi nó là cùng chủ ngữ, ở đây cùng là Emily thì bắt đầu cái verb 1 này này là cái to be is rồi này. Thì to be mình biến về verb in thì mình sẽ lấy be mình biến thêm in rồi đúng không? Thì ra là cái to be dạng verb in nhá. To be dạng verb in bao giờ cũng là be in nhá các bạn nhá. Thì nó phải cùng chủ ngữ đã thì mới rút gọn được như này. Còn nếu câu mà không cùng chủ ngữ nhá, không bao giờ được rút gọn như thế. Tôi có câu như sau nhá. Although. Ok, I was sick. Ví dụ như là
gì nhỉ? Đây, mặc dù tôi bị ốm đúng không? Xong mai mai gì? Phải nghĩ ra một câu nào. Cô đang muốn gửi câu về ôn dâu nhưng mà kiểu hai cái chủ ngữ nó khác nhau á. My class still went on. Đây, mặc dù tôi bị ốm đúng không? Tuy nhiên thì lớp học tôi vẫn cứ tiếp tục xảy ra, vẫn tiếp tục dạy tiếp. Đấy thì các bạn thấy nhá, ở đây cũng có ôn dâu. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì nhìn một cái bạn ấy nó không cùng chủ ngữ được đúng không? Đây này, chủ ngữ đây là ai nhá? Còn chủ ngữ đằng sau này là my class đúng không? Lớp học của tôi ấy, thì không thể nào mà các bạn biến như sau. Các bạn rất hay kiểu xài, các bạn cứ despise. Thế xong các bạn cũng thấy bên trên này có to be the worst nhá. À, rất là gì, rất là tiện. Thế là các bạn cũng gì đây? Despite being sick. Thế xong rồi mấy đằng sau các bạn cũng biết là my class still went on. Đó, các bạn cùng nhìn này. Khi mà các bạn biết như này nhá thì người ta sẽ phải hiểu ra là cái being sick này là tôi ốm. Nhưng cái chủ ngữ cô đằng sau lại là gì? My class, vì nó không hề cùng chủ ngữ thì không hề cùng chủ ngữ đấy, không bao giờ biến gọn biến biến rút gọn về cái dạng như này được. Đấy chính là lý do mà hôm nọ cô chữa mấy cái bài mà nó có những cái câu mà cô bảo là không phải bùng một phát các bạn biến về gốc anh ấy. Các bạn nhớ cái câu mà ngôi sao xa away không? Ngôi sao far away xong rồi không thể nhìn thấy được, cái tôi không thể nhìn thấy được không mà không có telescope ấy. Đấy, hôm nọ nó cũng rút gọn bằng cách như này và nó không cùng chủ ngữ này. Rồi, nào, vậy cách này các bạn nhớ chưa? Nó cũng sẽ là rút gọn cùng chủ ngữ thôi, mặc đặc nhưng mà kiểu bây giờ nó có thêm cái liên từ ôn dâu thì khi nó có liên từ ôn dâu thì các bạn nên kiểu biến nó về cho cô thành là despise nhá, hoặc là inspire nếu như các bạn dùng verb in thì nên biến về inspire, despise hoặc inspire. Nhưng mà cũng có một trường hợp như trường hợp câu số 7 này, là trong trường hợp mà chính cô đã từng gặp và cô đã bị sốc đấy các bạn. Nào cô sẽ có nhá. Although Emily was sick, he still managed to complete her work. Mặc dù cô này bị ốm đúng không? Cô ấy vẫn cố gắng thì cùng chủ ngữ rồi này. Nhưng mà cái vế đầu tiên các bạn ấy bây giờ nhá, nó sẽ là was sick. Nó rơi vào cái trường hợp mà các bạn nhớ cái trường hợp mà to be và đằng sau to be là một tính từ không? Đấy thì theo cái trường hợp này thì các bạn chỉ cần giữ lại chữ gì thôi, chữ sick thôi đúng không? Thì xong các bạn sẽ viết luôn là she still. Okay, she still manage. Ok, gì gì đấy. Nhưng có một câu hỏi đặt ra là à chỗ này nó vẫn cần cái mối quan hệ ôm đâu mà câu này bị mất ôm đâu rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ nhét cái từ gì vào đây? Thì một idea lé lên, một idea lé lên đó chính là chắc cũng có bị nhiễu nhỉ? Despite, giống cứ bên trên đúng không? Một cái idea lấy lên là mình sẽ dùng despite. Tuy nhiên thì các bạn lại thấy là despite có bao giờ nó ghép với gì không? Despite có bao giờ nó ghép với cả tính từ không? Despite sick không? Despite thì sẽ hay đi với danh từ này hoặc là đi với verb ing như bên trên này này, verb ing này, danh động từ này, nhưng không bao giờ đi với tính từ cả. Cho nên là cái thằng despite này không hề ổn. Đó, thế là người ta sẽ bỏ cái thằng despite đi nhá. Thế không ổn thì làm gì mà mình vẫn phải có cái mối quan hệ là mặc dù đó, tại vì thiếu cái chữ mặc dù đi câu này nó sẽ không đúng nữa. Thế trong trường hợp đấy người ta sẽ không còn cách nào khác, người ta giữ lại từ ôm đều. Ôm đều sick mặc dù ổn. Và cô gặp cái trường hợp này cực kỳ nhiều luôn các bạn ạ. Hồi đấy cô cũng không giải thích được là ôi tại sao ôm tâu lại được phép đi với tính từ cái này, nó phải đi mệnh đề chứ. Ơ sao lại thế chứ, ôm tâu phải đi mệnh đề chứ, ngày xưa cô giáo mình dạy là ôm tâu phải đi mệnh đề, sao bây giờ nó lại đi chọc lọc với tính từ. Thì thực ra đúng là ở trong câu gốc ấy nó vẫn đi với cả mệnh đề, tuy nhiên thì cái mệnh đề này nó lại là sao, hai mệnh đề cùng chủ ngữ nên nó được rút gọn đi. Thì nếu mà nó được rút gọn đi thì nó cũng không sao cả, that's okay, nó bắt buộc phải có cái liên từ ôm dâu ở đấy thì nó mới rõ nghĩa. Thì không chuyển sang được despise về inspire of thì bắt buộc phải để lại ôm dâu thôi. You got it. Vậy nhá, cùng hai trường hợp như các bạn đã thấy là cái văn phong ở nước ngoài sẽ khác hẳn. Đấy, nếu mà dùng chuyển về verb ing thì được dùng despise, inspire, nhưng nếu mà cho là cụm từ thì cũng phải giữ nguyên từ ôn giờ. Cái này sẽ là mở rộng cho các bạn và cô khuyên chân thành là các bạn nên học thuộc luôn những câu kiểu như thế này, bởi vì thực ra ấy, nó không phải là một cái kiến thức gì quy định cụ thể cả, chỉ có điều là bên nước ngoài người ta hay viết như thế này thôi các bạn nhé. Các bạn sẽ không thấy một cái sách nào người ta sẽ dạy cho các bạn chuyên ở cái phần này cả, cô cũng đi tìm mãi chẳng có một cái sách nào cả, là cô cũng phải tự lò mò ra. Nào bây giờ thì các bạn sẽ có thể làm một ít trắc nghiệm để trải nghiệm xem nếu mà đi vào bài tập trắc nghiệm thì như thế nào nhá.
Cô có là only 2 hours I can hardly focus on the lesson. Ý đây là gì đi? Chỉ ngủ có 2 tiếng đúng không? Thì tôi không thể hardly là hiếm khi không thể focus được vào cái tiết học. Thì rõ ràng ở đây nhá, nó sẽ là tôi ngủ 2 tiếng, tôi không thể tập trung vào tiết học. Nhưng mà bởi vì cùng tôi nên là được rút gọn đi, xong rồi biến động từ về dạng gì. Thì lướt mắt một cái này các bạn sẽ thấy có hai đáp án ở đây sẽ đúng. Về mặt công thức là hai đáp án nào? Nhìn nhanh nào. À, đó chính là đáp án D. Đáp án D chính là trường hợp 1, là verb 1, đúng không? Được rút gọn về verb in. Một đáp án nữa là having slept ở đáp án A. Đáp án A là trường hợp mấy các bạn? À, đáp án A là cái trường hợp 2. Là có thêm tính chất hoàn thành vào. Thì với những câu khó này các bạn phải tự cảm nhận xem là các bạn cho nó vào trường hợp nào. Các bạn cho nó vào trường hợp nào? Nếu các bạn cho vào cái trường hợp D ấy, thì mình sẽ hiểu là cái việc ngủ và cái việc bây giờ focus tập trung bài học nó là hai cái việc liên tiếp vừa xảy ra với nhau, vừa song song với nhau. Ok, thì cũng không hợp lý lắm đúng không? Mà theo cô thì mình nên nhấn mạnh rằng là ngủ trước đấy 2 tiếng rồi, đúng không? Mình đã ngủ trước đấy có 2 tiếng rồi thì bây giờ đến một cái việc số 2 ấy, là mình không thể focus được vào tiết học. Thì là đáp án A sẽ đáp án đúng hơn ở đây nhá. Thế các bạn phải tự cảm nhận thôi. Tiếp theo câu số 2 nào. Câu số 2 là cô ấy nghe một vài tin tức từ family, cô ấy sụp đổ. Thì bắt đầu nó chung nhau cô ấy thì bắt đầu nó mới bỏ she đi đúng không? Ok. À ở đây nhá, ở đây còn có một cái bẫy các bạn, cô đố các bạn biết đáp án B của đúng không? Nào, đáp án B là nó viết như bình thường, tức là cái câu gốc đấy, nó vẫn để lại cái chủ ngữ she đấy, nó không không rút gọn đi. Thì cũng không nhất thiết là mình phải rút gọn đúng không? Mình viết như bình thường cũng được. When she has heard some bad news from her family, she collapsed. Thì đáp án B được không? Được, được nha, viết bình thường được. Viết với liên từ when để nối hai mệnh đề quá ổn luôn đây này. Nhưng cái mà nó sai ở đây, nó là sai thì. Các bạn nhìn này, cái hành động cô ấy sụp đổ, cô tan vỡ, đúng không? Cô ấy suy sụp ấy, nó chia về quá khứ. Thế mà cái hành động nghe nó lại ở hiện tại hoàn thành. Không đúng không? Hành động nghe và hành động sụp đổ mới xảy ra liên tiếp nhau cùng với nhau đúng không? Thế xong thằng ở hiện tại hoàn thành, thằng về quá khứ được. Vậy B, về mặt câu cú thì có thể viết được như này nhưng sai thì mất rồi nên mình bỏ đi nhá. Bây giờ mình sẽ chỉ còn A, C với cả D thôi. Thì A sẽ bị sai bởi vì khi mà các bạn đã viết với liên từ when thì bắt buộc và các bạn sẽ phải viết mệnh đề tựa when she heard, hoặc là có một trường hợp nữa nhá, là các bạn có thể viết với liên từ when nhưng mà cái động từ đằng sau các bạn phải rút gọn đi. Không có she thì cái động từ heard này phải rút gọn đi đúng không? Vì cùng chủ ngữ mà bây giờ không thấy chủ ngữ nữa thì chứng tỏ rơi vào trường hợp rút gọn. Trường hợp rút gọn thì ít ra cái verb phải chuyển về verb in chẳng hạn, hearing chẳng hạn, thì nó sẽ là when hearing. Ok đấy, when hearing thì được, chứ không có cái kiểu when này lại đi một thẳng với một cái động từ heard chưa thì như này, không bao giờ có. Ok, you got it. Rồi, bây giờ mình chỉ còn là to hurt. To hurt thì lại chuyển về thành là mục đích à? Để nghe tin tức xấu à? Cô ấy sụp đổ. Chả liên quan đúng không? Và cuối cùng thì chỉ còn gì? À, một đáp án khả thi nhất ở đây là đáp án D. Đúng, các bạn biết tại sao nó khả thi? Thì các bạn sẽ thấy là à, chỗ này đầu tiên là mình có động từ here nhá. Hear some bad news đúng không? Thì cái động từ here này nó sẽ xảy ra liên tiếp so với cái việc sụp đổ. Các bạn tưởng tượng nghe tin tức cái xong rồi buồn sụp đổ thì nó xảy ra liên tiếp, cho nên là verb here này sẽ được rút gọn về verb in. Thì mình thấy rất là ưng cái thằng hearing ở đây rồi, được chưa? Tại sao lại có từ on ở đây? Thì on nó là liên từ thời gian ấy. On cộng một verb in có nghĩa là vào lúc này, on hearing some bad news. Nha, thì on đây nó đơn giản thôi, nó chỉ là một cái liên từ mặt thời gian. Ngoài từ on này ra có từ upon nữa, nên là các bạn cũng quen dần với kiểu này nhá. Ngoài từ on này ra thì có một từ upon nữa. Ok, vào cái lúc này. Thế thôi, rất dễ. Thế là đáp án của mình sẽ là D nha. Ok, và đây là một câu nằm trong đề thi thật các bạn. Rồi, nào, vậy thì cái mẹo cô vừa dạy các bạn nhá, à nhầm, cái lý thuyết cô vừa dạy các bạn là có 3 trường hợp đúng không? Bây giờ mình sẽ cùng kết hợp vào, mình đi xem là thế trong đề đại học thì cái phần lý thuyết mà cô vừa dạy các bạn ý, nó sẽ rơi vào các dạng bài nào và mình sẽ xoay sở làm trong phòng thi ra sao. Thì dạng số 1 là dạng hay thi nhất, đó chính là dạng kết hợp câu. Chắc chắn là cả là có đấy các bạn ạ. Nó sẽ có một câu một như này và một câu hai nha, và đặc điểm chung của hai câu này là chính là cùng chủ ngữ. Thế là thôi, rút gọn đi thì nhá. I thought they might be hungry. I thought, thì các bạn cứ làm như cô, các bạn cứ phát hiện hai cái động từ đã,
Tín hiệu một là cùng chủ ngữ nhá. Bao giờ cũng phải thế nhá. I taught và I offer. Tôi nghĩ rằng họ đói, tôi đưa họ đồ ăn đúng không? Thì taught này nó sẽ rơi vào cái trường hợp stative verb, là những cái động từ chỉ suy nghĩ, tình cảm, trạng thái của mình ở trong trí não đúng không? Vậy thì trường hợp đấy mình sẽ rút gọn về chủ động thì dùng verb in. Rồi vậy đáp án của mình ở đây sẽ là đáp án này. Thinking they may be hungry. I'm offering them something to eat. Ok. AZ luôn. Câu số 2 nhá. The worker finished their work. Vậy mình sẽ có finish là động từ đầu tiên. They vẫn là cái những người worker này. Ok, đồng chủ ngữ rồi. They left for home. Cảm nhận nhá. Verb 1 là finished. Verb 2 là left for home. Tức là xong việc thì về nhà đúng không? Ok, cái từ finish này có cảm nhận là nó sẽ nên chia nó ở dạng gì không? À, cái dạng hoàn thành đúng không? Tức là làm xong việc thì công nhân về nhà. Rồi, vậy thì trường hợp số 2, khi verb 1 có tính chất hoàn thành thì các bạn sẽ chia về having phân từ 2, nhìn mà xem chia đúng một phát đáp án B sẽ diễn ra rất là rõ. When having finished their work, the worker left for home. Ui, quá tuyệt vời luôn. Câu số 3. Đã khó nhá. Nào tập trung này. He was suspected of giving away government secrets to the enemy. 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 Như này đúng không? Enemy. Trong cái từ này nó cứ dại dại. Thôi, bỏ qua cái đấy đi. Tập trung vào cô chỗ này đã. Was suspected là verb 1. Để ý bà nhá. They have investigated him. Have investigated là verb 2. À, nhiều bạn ổn lắm, cứ như này là xong rồi kết hợp câu. Tuy nhiên các bạn nhìn lại này, hai câu này người ta đang không hề cùng chủ ngữ đâu. Câu 1 nhá, chủ ngữ là he. Anh ta bị nghi ngờ vì đã give away, là kiểu đem bán ấy, đem bán cái secret cho enemy là kẻ thù. Và chủ ngữ 2 của mình là gì? They, kiểu cảnh sát ấy, đã điều tra anh ta vài ngày rồi. Ờ, có cùng chủ ngữ đâu mà giữ con, đúng không? Nhưng thực ra mình có thể biến nó về cùng chủ ngữ. Câu có không cùng chủ ngữ đúng không? Mình biến nó về cùng chủ ngữ được. Ví dụ nhá, câu số 2 này cô muốn biến chủ ngữ cùng là he, thì cô chuyển bị động đi, là anh ta bị điều tra. Ừ, ý dễ không? Rồi, bây giờ mình nhớ nhá, là khi đọc câu gốc xong là phải có một cái tư duy là cùng chủ ngữ hay không, sau đó là sẽ bước 1, bước 2, đừng vội vàng. Giờ mình sẽ thử này. Khi làm trách nhiệm ý, thì nó rất là dễ. Nó sẽ kiểu chỉ cần ướm vào thôi. Ví dụ chỗ này nha, các bạn thấy là chủ ngữ là suspecting đúng không? Thì khi chủ ngữ mà được rút gọn với bên này, ok la. Theo các bạn thì ai là người suspecting? Nào, ai là người suspecting? Tại vì các bạn thấy nhá, suspecting ở đây nhá, khi mà các bạn chia verb 1 đúng không, bằng với verb in, thì đây phải là dạng gì? Chủ động. Đây phải là dạng chủ động nhá, đúng không? Cái này cô trò mình vào bên trên rồi, đây là dạng chủ động. Vậy thì phải có người nào đấy tự nghi ngờ anh ta. Thì cái chủ ngữ của verb 1 này này, ai là người nghi ngờ? À, thế thì cảnh sát đúng không? Thì nó phải là they đúng không? Vậy chủ ngữ câu số 1 phải là they. Của mệnh đề số 1 phải là they. They mới đi với động từ suspect. Tuy nhiên thì câu số 2 chủ ngữ lại là he. À, vậy đây chính là kiểu dấu âm nọ cắm cằm bà kia đúng không? Chủ ngữ của mệnh đề 1 là dây, nhưng chủ ngữ của mệnh đề số 2 lại là he, không cùng chủ ngữ, sao được rút gọn với verb in, nên đáp án A sẽ bị sai. Đấy, đi làm trách nhiệm ấy thì các bạn kiểu cứ lần theo từng đáp án phân tích nó ra thôi. Nào, bây giờ sang đáp án B nhá. Ôi dồi, having suspected là trông có vẻ rất là vi mô và vĩ mô, là nên mình lại đoán tiếp nhá. Khi nào cái verb 1 ý nó lại chuyển về having phân từ 2? À bạn, khi nào verb 1 chuyển về having phân từ 2? À, tiếp tục lại là khi chủ động đúng không? Having phân từ 2 á, cũng vẫn là chủ động. Bao giờ having been phân từ 2 thì mới là bị động cơ. Chẳng qua là cái sự chủ động ở đây nó muốn nhấn mạnh về thời gian, tức là sao nghi ngờ trước rồi mới investigate được, cũng được. Nhưng mà chủ động thì lại một lần nữa, ai sẽ đứng lên thực hiện cái hành động suspect, là hành động nghi ngờ này? Vẫn là they đúng không? Vẫn là they đúng không? Thế thì chủ ngữ của cái having suspected này vẫn là they, tuy nhiên chủ ngữ của mệnh đề 2 lại là he. Thế thì cũng không ăn nhập gì rồi, vậy cái này cũng khác, chủ ngữ không được rút gọn, vậy đáp án B cũng sẽ sai. Đáp án C nhá. Nào, he had been investigated for day. Anh ta bị nghi ngờ, suspected. Ok, để đáp án C lại đã nhá.
Nhìn đáp án D này. Suspected of giving away government secret to the enemy, he has been investigated for day. Ừ. C với D có vẻ trông khá là giống nhau, tại vì nó sẽ đều cùng rút gọn với suspected. Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Nó đều được rút gọn với suspected như thế này. Tuy nhiên thì theo về mặt kiểu câu cú ấy, thì theo các bạn là vị trí của từ suspected là khi mình được rút gọn với vị trí của nó phải nằm ở đâu? Vị trí của nó phải nằm ở đâu? À, các bạn nhớ cái câu mà sau khi Lược Bỏ cũng viết vị trí cho các bạn không? Thì khi những cái từ mà Lược Bỏ ấy, nó sẽ thường phải nằm ở đầu, đồ. Cho nên nhìn đáp án đây các bạn sẽ thấy nó sẽ đúng hơn về mặt vị trí. Đó chính là người ta sẽ rút gọn dùng từ suspected. Suspected chính là kiểu rút gọn gì? Nào khi nào verb 1 được rút gọn bằng một cái phân từ 2? Suspected là một phân từ 2 đúng không? À, chính là khi nó ở dạng gì? Bị động của cái trường hợp 1 đấy. Trường hợp 1 là rút gọn verb bên nhá, hoặc là phân từ 2. Thì đây, bị động rút gọn phân từ 2. Vậy này, bị động như thế thì chủ ngữ là he đúng không? Anh ta bị nghi ngờ. Bị nghi ngờ thì chủ ngữ là he. Và chủ ngữ câu số 2 cũng tiếp tục là he. He has been investigated. Anh ta bị kiểm tra. Ui số ơi, quá chuẩn luôn. Đáp án của mình sẽ là daddy. Ok, đáp án của mình sẽ là D nhá. Cùng chủ ngữ được rút gọn. Và nó biến cái này thành là bị nghi ngờ. Được luôn. Ok. Rồi, tiếp theo. Câu số 4 nào. Mary was sick. He didn't leave the meeting until it ended. Mary thì bị ốm đúng không? Mình sẽ có was sick. Rồi, was là động từ 1 này. Mary didn't leave là động từ số 2 này. Tuy nhiên thì mình lại có một tín hiệu rất là sáng rõ, đó chính là gì đây? Chính là sau to be ở đây là tính từ luôn. Nó là rơi vào trường hợp số 3 đúng không? Xem câu này nó có viết về trường hợp số 3 không nhá. Nào, đáp án A. Though sick, Mary didn't leave the meeting until it ended. Trông có quen không? Ở câu gốc nhá. Ở câu gốc nhá. Chỗ này giả sử dấu chấm như của Mary bị ốm, Mary không rời cái bữa tiệc cho đến khi nó kết thúc. Đấy, thì câu gốc người ta sẽ không bao giờ mớm các bạn cái liên từ đâu. Bài khó câu gốc nó sẽ không mớm cái liên từ đâu. Mà khi mình đọc câu này xong ấy thì mình thấy là nó cũng đúng là nó có một quan hệ mặc dù thật, mặc dù bị ốm đúng không, nhưng vẫn không rời cái cuộc họp. Đấy, thì nó rất là sáng rõ cái mối quan hệ giữa hai cái vế câu này rồi. Cho nên mình hoàn toàn có thể cho thêm cái từ dâu vào. Nó chỉ đơn giản là làm sáng rõ nghĩa hơn thôi. Các bạn nhìn này, hai câu gốc ấy, nó sẽ tách với nhau bởi dấu chấm. Bởi vì nó không có liên từ gì liên kết hai câu này cả. Nhiệm vụ của mình bây giờ là phải liên kết câu. Vì cái dạng bài này nó tên là combine sentences, mà mình phải liên kết câu. Thì muốn liên kết được câu phải có liên từ các bạn nhá. Muốn liên kết câu phải có liên từ. Đây, cho các bạn xem lại cấu trúc gốc nhá. Một là các bạn để hai câu đơn như này trong kết thúc bằng dấu chấm. Còn hai là các bạn muốn hai câu đơn này trở thành một câu thì bạn bắt buộc phải có liên từ. Cái từ hai câu gốc này mình phải tự bịa được ra cái từ although hoặc inspired by, tùy chỗ này nó bịa được từ đâu. Thế xong rồi nó cộng từ sick có đúng không? Nếu mà chưa học thì các bạn sẽ loại ngay đáp án A đúng không? Tuy nhiên thì lúc ấy mình học rồi, trường hợp này chính là cái trường hợp làm sao nhỉ? Trường hợp cuối cùng, trường hợp số 3 đấy, đó chính là sau linking verb was là tính từ sick. Đúng không? Cùng chủ ngữ Mary mà lại có tính từ thì mình sẽ chỉ cần rút gọn như sau, mình giữ đúng cái tính từ. Và though sẽ đi được cùng với một cái tính từ như thế nhá, và mình sẽ có là though sick, Mary didn't leave the meeting until it ends. Đáp án chính xác của lại. Và cô đảm bảo không học phần này không bao giờ khoanh được ấy luôn. Nào, câu B nhá, câu B nó chuyển thành một quan hệ thời gian này. Bên trên đang muốn nói một quan hệ kiểu mặc dù ốm không rời thì bây giờ chém gió là khi cuộc họp kết thúc thì cô này rời đi đúng không? Tiếp theo này. Tiếp theo, Mary didn't leave the meeting until it ended despite of her sickness. Câu C này cũng đúng đấy. Mary didn't leave the meeting until it ended despite of her sickness. Đúng rồi, câu C này cũng là một đáp án đúng các bạn nha. Câu C này cũng có thể là một đáp án đúng nhá. Trường hợp 1 là các bạn có thể dùng rút gọn như thế này. Trường hợp 2 là các bạn có thể dùng sang despite of cũng được nhá. Despite of thì đằng sau sẽ cộng với cả danh từ, là các bạn chuyển cho cô cái sick này về thành danh từ là her sickness. Được nha. Được. Đáp án C này cũng là một đáp án đúng nhá. Ok, đáp án D thì sao? Nào, mình hay có although trong lại the fact that. Thì although không bao giờ đi với cả the fact that đúng không? Các bạn, although làm sao mà đi với the fact that được? Although phải đi mệnh đề. The fact that nó là một cụm danh từ ấy. Thực ra danh từ gốc của nó là the fact. Đấy, nó là một cụm danh từ thôi. Cho nên là although không đi với the fact that, nên although ở đây sẽ bị sai nhá. Cho nên có hai đáp án đúng ấy.
đáp án C, A và C đấy. Rồi, nào, tiếp theo sang dạng số 2 cho cô. Dạng 1 là cái dạng cho hai câu đơn trong mình trùng cùng thường sẽ cùng chủ ngữ và ghép lại thành một câu và có sử dụng dạng giúp cọ. Dạng số 2 đó chính là dạng hoàn thiện về câu và có sử dụng cái rút gọn cùng chủ ngữ đấy. Ví dụ như sau nhé. Người ta sẽ cho các bạn sẵn cái vế đầu là having found that I was not at home. Xong người ta để chống với cái mệnh đề sau này. Dạng này là một dạng cực kỳ hay và đòi hỏi các bạn phải biết tư duy. Thì khi mà các bạn gặp bắt gặp cái dạng này này thì các bạn bắt buộc phải đi tìm chủ ngữ chung. Bắt buộc các bạn phải đi suy luận ra được cái chủ ngữ chung. Thì các bạn bám vào câu động từ đầu tiên là having found that I was not at home. Thì theo các bạn là chủ ngữ của ai, ai sẽ là người thấy rằng tôi không ở nhà, đúng không? Vậy nhá, chủ ngữ chung của cả cái mệnh đề đằng sau này nó cũng phải là chủ ngữ của cái mệnh đề đằng trước này. Vậy thì bây giờ phải xem là ai sẽ là chủ ngữ của cái hành động là thấy tôi không ở nhà. Có phải là my house không? Không, đúng không? Làm sao mà my house có một cái chi giác lại thấy tôi không ở nhà được? Tiếp theo, chủ ngữ có phải là ai không? Không, đúng không? Tại sao ai lại là tôi không thấy tôi ở nhà? Tôi không tìm thấy tôi ở nhà. Tôi có phải bị dở hơi đúng không? Vậy mình chỉ còn hai thằng chủ ngữ còn lại là có thể đứng đây làm chủ ngữ của having found kia, đó chính là police nha. Và the thief là tên trộm. Thì mình dịch nghĩa ra thấy tôi không ở nhà, cảnh sát bắt tên trộm. Thấy tôi không ở nhà, tên trộm đột nhập vào nhà. Thì hợp lý hơn sẽ là đáp án C về mặt ngữ nghĩa đúng không? Thấy mình không ở nhà thì tên trộm nó rình mò thì nó đột nhập vào nhà mình, chứ thấy mình không ở nhà thì làm sao mà cảnh sát được phép xâm nhập vào nhà mình một cách trái phép như thế, đúng không? Nên là đấy, câu số 1. Thì cái cách làm là gì? Nhớ cái cách làm sẽ là bám vào động từ. Nghe này, bám vào động từ đã cho. Người ta thường sẽ là mớm cho các bạn một cái vế, người ta đã cho sẵn cái động từ ấy, thì các bạn sẽ phải bám vào cái động từ đã cho để tìm chủ ngữ chung. Và cứ đi dò các đáp án xem cái chủ ngữ chung này nó có hợp lý không. Thế là được luôn. À, bây giờ sang câu số 2 nhé. Câu số 2 thì nó lại cho sẵn các bạn cái thằng chủ ngữ chung rồi. Đó chính là the examinee. Thì bây giờ mình sẽ lại ngược lại. Là nếu như đã có sẵn chủ ngữ chung cái gì thì xem là cái chủ ngữ chung này nó có hợp với cái động từ ở mệnh đề 1 không. Thì mình sẽ nhìn cho cô nhá. Examinee có nghĩa là người dự thi. Đây là người dự thi. Đấy, ý là gì đây? Nghe cái tiếng chuông thì người dự thi biết rằng đã đến lúc phải stop. Examiner mới là người trông thi, còn examinee là người dự thi nhá. Thì bắt đầu mình ướm xem là cái chủ ngữ examinee này nó có phù hợp với các cái động từ đằng trước không. Thì theo các bạn là chỗ này nó sẽ dùng cái dạng rút gọn nào? Đây là cái câu S2 vấp 2 này, thì chứng tỏ cái S1 vấp 1 đã bị rút gọn đằng trước này. Mình phải tự đi tìm xem nó rút gọn về dạng nào. Dạng 1 nào? Sao lại có to ở đây? Làm gì có cái dạng rút gọn nào có to? Bỏ ngay. À nhầm, cái dạng 1 là đáp án A, không có to. Đáp án B cũng không có to, không có cái dạng rút gọn nào có to cả. Giờ mình sẽ còn đáp án C. Sao lại có thằng hurt ở đây? Đúng không? Hurt là gì? Phân từ 2. Ừ, trong trường hợp này thì hurt nó sẽ là phân từ 2. Here hurt hurt. Ờ, phân từ 2 thì sẽ là bị động. Phân từ 2 thì sẽ là rút gọn ở cái dạng bị động ấy. Sao phải bị nghe tiếng chuông á, làm sao mà bị nghe? Trời ơi, tai mình có mình nghe ở dạng chủ động chứ, sao mà giúp bạn bị động được? Phải giúp bạn dạng chủ động chứ. Chủ động của mình là hearing. Chủ động dùng verb in, bị động là dùng phân từ hai. Đấy, xem sai nhá. Rồi. Nào, nhìn tiếp cho cô câu số 3 này. Số 3 cũng kiểu như thế, nhưng mà số 3 ấy thì nó sẽ khác mấy cái trên là nó sẽ có liên từ once. Thì đừng có nhìn thấy liên từ once này mà rén rén nhá. Cái liên từ once này là một khi và nó cũng để ở đằng trước thôi. Mình vẫn có thể hoàn toàn rút gọn được cái vế đằng sau, mình cứ giữ lại cái liên từ mình đặt ở đầu câu thôi, các bạn hiểu không? Nào, chấm 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 for viruses thì the software. À, vậy thì cái chủ ngữ chung của câu này nó chính là the software. Đó, chủ ngữ chung nhá. Rõ ràng ở chỗ này là S1 vấp 1 này đang bị rút gọn đi đúng không? Nó chỉ còn S2 vấp 2 thì sẽ chung chủ ngữ chung là cái phần mềm nó sẽ được cài đặt ở trong hệ thống máy tính, và đây là đều 5401. À, đề 401 năm 2019 này, này làm thử đi. Chủ ngữ chung là software. Thì bây giờ các bạn nhìn này, theo các bạn thì software nó có thể tự test nó được không? À, software là cái phần mềm, nó có thể tự kiểm tra nó được không? Không, đúng không? Cho nên là rút gọn về cái dạng testing là dạng verb in này sẽ bị sai. Khi nào mình sẽ dùng verb in? Khi mà mình rút gọn nó ở dạng gì? Chủ động, đúng không? Thế thì mình sẽ chuyển sang dùng gì? Dùng bị động thôi. Bị động của mình sẽ là tested. Phân từ 2, đáp án của mình là D. Quá là AZ.
Được chưa? Còn những thằng còn lại thì sẽ bị sai. Ví dụ như nó hay lừa đáp án B này. B cũng có trông cũng rất là mầm mống của bị động đúng không? Tuy nhiên thì cô bảo rồi, bị động chỉ giữ phân từ hai thôi, không lấy B nhá. Còn đáp án A thì nó phải chia thì. Tại vì sao? Has tested là thì hiện tại hoàn thành. Các bạn sẽ chia thì khi mà verb của khi mà cái mệnh đề các bạn nó có đầy đủ chủ và vị thì các bạn chia thì. Tức là cái câu các bạn nó phải có chủ ngữ là software thì lúc ấy các bạn mới đi với động từ là has tested. Còn nếu chủ ngữ đã bị rút gọn như rồi thì phải lựa chọn về các hình thức rút gọn như là các trường hợp cô nói. Rồi tiếp theo câu số 4 này. Câu 4 này, play music is an effective way for them to open their heart to the outside world. Là nghe nhạc ấy thì nó là một cái cách đúng không? Để giúp người ta có thể mở cửa trái tim ra thế giới bên ngoài. Câu này là mã đề 403 cũng năm 2019. Tuy nhiên thì câu này khó hơn rất nhiều các bạn nha. Nào. Các bạn cũng thấy là trông có vẻ cùng chú cọng cùng chủ ngữ đúng không? Trong mệnh đề 1 trông gạch ngang hững hờ rồi xong bắt đầu cho mệnh đề 2 là play music. Đấy các bạn nhá, chủ ngữ của mệnh đề số 2 là chơi nhạc. Là một cách. Vậy chủ ngữ chung nếu như có chú cọng thì chủ ngữ chung của mình sẽ là play music. Đúng không? Nào. Cách số 1 là rút gọn với verb in thì mình sẽ thấy có being. Being visually impaired people. Being là trạng thái là những người mà có kiểu có một cái sự khuyết tật về mắt ấy. Visually là về hình ảnh về mắt ấy, là những người có sự khuyết tật về mắt. Có trong chủ ngữ các bạn. Play music có phải là những người có sự khuyết tật về mắt em? Play music là việc chơi âm nhạc. Việc chơi âm nhạc thì nó có phải là định nghĩa là những người khuyết tật về mắt không? Không đúng không? Nên cái này không thể nào cùng chủ ngữ được. Nên là đáp án A sẽ loại đi nhá. Rồi, đáp án B thì thực ra cái này không phải rút gọn cùng chủ ngữ. For well chẳng thì thầy có gì về rút gọn cùng chủ ngữ sắc cũng thế. À, đáp án D sao nhá. Nhiều đứa vào phòng thi cuốn cực hay chọn D cực nhìn này. Having been visually impaired. Thì having been nó cũng tương tự như bên trên thôi, nó cũng là kiểu being đang trở về having been. Having been sẽ dùng khi nào? Khi mình nhấn mạnh vào sự hoàn thành đúng không? Nhưng mà thực ra thì nó cũng chính là to be xong rồi chuyển về là having been. Thì to be vẫn định nghĩa là gì? Là bị. Having been em cộng với cả tính từ ở đây, tính từ ở đây là impaired là bị hỏng hóc về mặt visual là mặt thị giác ấy. Thì ý đây là bị mù ấy. Thế mà việc chơi âm nhạc bị mù. Nếu mà cùng chủ ngữ nhá thì nó phải là play music thì nó sẽ là play music bị mù. Cái việc chơi âm nhạc bị mù không? Chỉ có người mới bị mù thôi các bạn hiểu không? Đấy. Thì cái chủ ngữ đằng sau nếu mà muốn cùng chủ ngữ với A với D nhá thì chủ ngữ đằng sau này ít ta nó phải là một cái người thì mới có thể định nghĩa là những người khiếm khuyết hoặc là những người bị mù chẳng hạn. Đấy. Nhưng mà không cùng chủ ngữ được. Vậy đây không phải là câu cho gọi cùng chủ ngữ. Vậy không phải câu rút gọn chủ ngữ chính nó là cái gì? Đây là một câu mệnh đề trạng ngữ như bình thường, không có rút gọn gì cả. Và đáp án đúng của mình sẽ là B. For ở đây là đối với những người. Those ở đây là những người. Hôm dạy mệnh đề quan hệ cô đã dạy các bạn cái này rồi đấy. Those người ta gọi là the people. Đối với những người có cái sự visual impairment, có nghĩa là sự khiếm khuyết về mặt thị giác, thì âm nhạc là một cái cách cho họ. That is ok. Các bạn mình là B. Dịch như bình thường này, for là đối với những người này, âm nhạc là một cách thức thế này, dịch như bình thường, làm như bình thường thôi. Rồi, tiếp theo nhá. Nào câu số 5. Câu số 5 thì đầu câu có liên từ if nhưng mà đừng nhìn thấy if mà giật hết cả mình bởi vì là if cũng có thể rút gọn được. Nha, miễn là nó cùng chủ ngữ thì nó giữ lại liên từ if ở đầu. Để xong cứ rút gọn như bình thường thôi. Chấm 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 with picture and diagram thì a lesson, vậy chủ ngữ chung các bạn ở đây sẽ là a lesson đúng không? Một tiết học thì sẽ more interesting and comprehensible. Một tiết học thì sẽ dễ hiểu và thú vị hơn. Vậy chủ ngữ chung là tiết học. Thì cái tiết học này nó có tự minh họa nó với cả ảnh với cả biểu đồ không? Không đúng không? Nó phải được con người minh họa, được cô giáo minh họa đúng không? Vậy mình sẽ thấy là cái động từ illustrate ở verb 1 ở đây này nó phải có yếu tố bị động. Đúng rồi, là được minh họa với. Vậy đi tìm xem cái chỗ nào còn yếu tố bị động mà đúng với công thức rút gọn nhá. Làm gì có have illustrated, có have phân từ 2 rút gọn đúng không? Không, chỉ có having phân từ 2 thôi chứ không có have phân từ 2. Nên là A bị sai, được chưa? Nếu rút gọn thì chỉ được phép của in ở đầu ấy, having phân từ 2 chẳng hạn. Thế xong C thì cũng sai nhá, sẽ chia thì vào đây. Chỗ này làm gì có chủ ngữ đâu mà chia thì, đã bị rút gọn đi rồi mà. Vậy các bạn nhìn thấy câu chuyện dễ cực, chỉ còn có mỗi B với cả D đúng không? B hay D?
Cô vừa gợi ý bên trên là phải dùng bị động rồi, bị động thì phải dùng be chứ còn gì nữa. Vậy mình sẽ có thể exact bao nhiêu đáp án của mình là be. Rồi. Nào, 6 này. When chấm chấm chấm. When cũng là một liên từ thời gian kệ nó vẫn được giữ lại, mình chỉ cần rút gọn thôi. A captain of the national football team. He, dạy chủ ngữ chung là he này. Được chưa? He có thể tự appoint, appoint là chỉ định. He có thể tự appoint thằng này thành là captain, đội trưởng không? Không đúng không? Nó phải được chỉ định đúng không? Vậy được chỉ định thì chỗ này cũng cần gì? Từ tố gì? Bị động. Ok. Vậy lướt bốn đáp án nhá. Ok, xem đáp án nào có yếu tố bị động các bạn. Bị động thì phải có phân từ 2 hoặc là having been phân từ 2 đúng không? Đây này, có C nhưng mà không có been. Rồi đáp án A cũng là của chủ động này. B chẳng rút gọn về dạng gì này. Đáp án của mình sẽ phải là gì? Phân từ 2 appointed. Got it, dễ chưa? Câu số 7 nhá. Alaskan and Boxer. Đây tên của hai con chó. Chấm chấm by professional trainer. Ok, vậy tên của hai con chó này chính là chủ ngữ chung của cả hai cái câu này nha. Mệnh đề được rút gọn nó sẽ nằm ở đây là được huấn luyện bởi những cái người professional trainer, người huấn luyện viên chuyên nghiệp, thì hai con chó này nó có thể trở thành những cái con chó giữ cửa hoặc là thú cưng chẳng hạn. Đấy, thì cái mệnh đề bị rút gọn nó sẽ nằm ở chỗ này. Nếu mà được huấn luyện thì nó là thế. Bạn hiểu không? Cho nên là những cái chỗ này nó vẫn đều cho if vào. Thì cô đã nói rồi, if nó vẫn được giữ, chỉ có điều là cái mệnh đề sau if ấy, bình thường nhá. If là sẽ phải cộng với cả một F, một verb đúng không? Các bạn học mà thì các bạn thấy là if nó phải đi với một mệnh đề đúng không? Tuy nhiên thì nếu như hai cái mệnh đề này mà nó cùng chủ ngữ ấy, thì nó sẽ được rút gọn đi, nó được rút gọn cái mệnh đề đi cùng với if phải đi, nó được rút gọn đi này. Nhưng ta vẫn được giữ chữ if nha các bạn nha, rút gọn nhưng vẫn phải giữ chữ if thì nó mới mang được cái màu sắc, nếu mà không mất chữ if đi thì nó thành sự thật nữa rồi ấy. Đấy, thì chỗ này các bạn nhìn này. Con chó nó có tự train nó được không? À không đúng không? Con chó phải được huấn luyện chứ. Vậy nhá, dụ if này và hai con chó cái gì đây? Nào, vẫn giữ chữ if này. Tuy nhiên thì phải rút gọn đúng không? Vậy đáp án nhìn nhá, đáp án B là nó không hề rút gọn này. Tại vì làm gì có cái hình thức rút gọn nào mà verb thì vẫn chành ngành chia thì là will be trained. Nó sẽ chỉ có will be trained nếu như các bạn có chủ ngữ là hai con chó vào đây. Đấy, xong bắt đầu sẽ cộng được với verb viết như đàng hoàng như này. Còn nếu không, đã không có chủ ngữ thì không bao giờ verb được chia thì công khai như thế này cả. Làm gì có chủ ngữ được chia thì. Tiếp theo này, A train cũng tương tự như thế này. Chia thì vào đây làm cái gì đúng không? Rồi đáp án D cũng thế này, have been train cũng chia thì vào này. Các bạn thấy nhá, chỉ có duy nhất một đáp án đúng thôi, đó là if và cộng với một cái động từ đã được rút gọn về dạng bị động, nó là train ed. Train ed chỉ là phân từ 2 if trained, nếu mà được huấn luyện. Được chưa? Vậy đấy sẽ là cái dạng đi thi từ nãy giờ làm những cái câu trong đề thi đại học đấy các bạn. Nó rất là đơn giản thôi, thực ra ấy, nó không quá là phức tạp, nó chỉ hay thi ở cái dạng một này, cần phân biệt được chủ động với bị động. Các bạn đọc câu thấy chủ động bị động thôi, cùng lắm là có tí yếu tố hoàn thành vào. Rất là ít khi thi ở dạng số 3 nha. Bây giờ cô có một phần mở rộng và nâng cao cho các bạn như sau này, là các bạn quen với cái hình thức ấy, là khi rút gọn thì bao giờ kiểu mình cũng rút gọn mệnh đề một, xong mình cứ để những cái phần rút gọn lên đây rồi đúng không? Tuy nhiên thì nó cũng có thể cháo lên một chút xíu nha, nó cũng có thể cháo này đi một chút xíu, cho nên là mình sẽ thêm một phần là các cái công thức khi rút gọn có thể viết các kiểu khác nhau. Các bạn tưởng tượng như này nhá, tưởng tượng là bao giờ mình cũng có một cái cụm S2 và verb 2 đầy đủ, hiểu không? Tại vì S2 và verb 2 thì nó là vế chính mà, nó là cái vế không bao giờ bị thay đổi, nên là bao giờ có một cụm S2 và verb 2 đầy đủ. Thế còn cái cụm mà bị rút gọn là S1 verb 1 ấy, thì không nhất thiết là S1 verb 1 nó cứ phải đứng đồng như này, nó có thể len vào giữa như này. Tại vì chung chủ ngữ đúng không? Cho nên nó viết cái thằng S2 trước đã. Nó viết cái thằng chủ ngữ chung thì đúng hơn đấy. Nó viết cái thằng chủ ngữ chung vào đây đã. Sau đấy nó lại viết cái mệnh đề rút gọn. Vào đây. Xong nó phẩy một cái rồi nó viết vào 2. Nó chính là giống hết cái câu con chó đấy. Đây này. Nó giống hết cái câu con chó cô trò mình vừa làm đấy. Đây này. Các bạn thấy không? Đây là chủ ngữ chung nhá. Đây, nếu mà phân tích nhá thì cái Alaskan và Boxer đây là tên của hai con chó, thì đây chính là cái thằng chủ ngữ chung đúng không? Thì bình thường làm gì rút gọn thì đáng nhẽ phải để cái phần rút gọn lên đầu đúng không? Đấy, câu này tự nhiên lại để chủ ngữ chung lên đầu thì cũng không sao cả, nó để chủ ngữ chung nhá, xong cái nó mới cho cái phần rút gọn vào đây. Ok, được. Thế xong rồi mới làm sao nhở? Thế xong rồi mới đến nốt cái verb 2. Đấy, chủ ngữ chung thì cô cứ gọi là S2 đi nhá, bởi vì thực ra S2 và S1 sẽ đúng nhau mà. Vậy rút gọn lại này, Alaska và Boxer là chủ ngữ 2 đúng không? Verb 2 ở tiết đoạn này này, can be both guard dogs and pets này đúng không? Thì cái phần rút gọn nó nằm ở đâu? Phần rút gọn nó nằm ở giữa này.
Ok, phần rút gọn này chính là phần rút gọn đi của cái mệnh đề 1. Nếu mà con chó được huấn luyện thì nó rút gọn đi. Đấy, vậy nhá. Cái này gọi là một số cái cách người ta sắp xếp lại trật từ câu ấy, vẫn mượt mà như bình thường. Các bạn hiểu này, S2 này, xong viết cái phần đã rút gọn vào đây. Thì xong rồi mới đến bước 2. Và nếu có liên từ chỗ này thì cứ nhẹ nhàng giữ lại liên từ thôi, giữ lại có từ if đi với train đã được rút gọn đúng không? Rồi, tiếp theo, ngoài ra có kiểu như sau. Các bạn cũng có thể là S2 cộng bước 2. Viết hết đã, S2 cộng bước 2 ra. Sau đó rồi mới đến cái phần đã rút gọn ở đây. À, sau đó mới đến cái phần đã được rút gọn vào đây. Và kiểu này thì thường là nó sẽ đi cùng với liên từ các bạn nhé. Kiểu này thường sẽ có liên từ. Nào, ví dụ làm cho cô một câu. Một câu bên dưới này. Nốt phần này là xong rồi. Đây. Câu sửa lỗi sai này nhá. Dạng bài số 3 mình là dạng sửa lỗi sai. Front will change color là cái nguyên tố hóa học này. Cô đã bảo rồi, tất cả những cái từ tiếng Anh liên quan đến nguyên tố hóa học cô không nhớ đâu. Không biết đây là đồng thiết cái gì đấy, kệ nó. Nó sẽ thay đổi màu sắc đúng không? Ok, vậy mình sẽ có chủ ngữ chung của cái này chính là front. Nó sẽ will change color, thay đổi màu sắc. Khi nào nó thay đổi màu sắc? Khi nó được tiếp xúc, à nhờ, khi nó tiếp xúc không? Khi nó expose to là phơi ra, tiếp xúc với cả hydrogen, hydro đúng không? Đấy, các bạn nhìn như vậy đằng sau nhá. Especially when exposed to hydrogen. Các bạn biết nó sai ở đâu không? Chưa nhìn ra đúng không? Chưa nhìn ra đúng không? Nào nhìn này, cô gợi ý cho các bạn nhé. Chủ ngữ chung ở đây là front thì verb, cái verb mà hai của các bạn ý, nó chính là will change color. Chủ ngữ chung là front, cái verb hai là will change color. Đố các bạn biết nhá, cái mệnh đề một nó đang được rút gọn nó nằm ở đâu đấy? Cái mệnh đề một mà các bạn đang muốn rút gọn ấy, nó đang nằm ở chỗ đằng sau này này. Đây này, đây chính là cái mệnh đề một bị rút gọn này. Vậy thử rút gọn nhá. Nào, có nhìn thấy chỗ này tự nhiên quen ở đây xuất hiện này nhưng không hề có chủ ngữ đấy, nó rút gọn đi đấy. Đồng sẽ thay đổi, đặc biệt khi đồng, thực sự ra cái này gọi là đồng đúng không nhỉ? Thôi cứ tạm thế nhá. Đặc biệt là khi đồng tiếp xúc với hydro. Đấy, thì rõ ràng là chỗ này đáng nhẽ phải có thêm chữ đồng đúng không, nhưng không hề có chữ đồng. Đây chính là rút gọn, rút gọn cùng chủ ngữ về chỗ này, cái chữ x, cái động từ expose này này, nhìn thấy chưa? Cái động từ expose này đang bị làm sao, đang bị sai, bởi vì một khi đã rút gọn làm gì được phép expose để nguyên như này, nó phải đi về các dạng mình đã học nha. Và cái việc rút gọn và cái việc expose đây là dạng chủ động nhá. Expose là nó tiếp xúc với, nó phơi cái mặt nó ra. Ví dụ mặt mình mà expose to sun là mình phơi cái mặt mình ra thì nó dạng chủ động nhá. Vậy rút gọn dạng chủ động thì sẽ dùng cái gì các bạn? Ở đây thì không còn nhấn mạnh mối quan hệ nguyên nhân, à quan nhầm, mối quan hệ thứ tự trước sau gì cả đúng không? Chỉ đơn giản là trường hợp một của mình thôi. Mình rút gọn về mình sẽ phải là exposing chủ động mà, when gì đây, exposing. Ok, hay chưa? Được chưa? Vậy bây giờ bạn đã hiểu là tại sao chỗ này phải dùng exposing rồi nhá. Thực ra đúng của nó phải là when này, xong nó phải có cái chủ ngữ là cái thằng front này, xong đi với cả động từ expose. Tuy nhiên thì chỗ này rút gọn đi, cho nên là nó chỉ cần động từ exposing thôi. À, vậy đấy các bạn nhìn này, nó đâu nhất thiết là cứ phải rút gọn ở đầu câu đâu đúng không, nó có thể để ở đằng sau. Đấy chính là cái trường hợp cô đang định nói đấy, đó chính là gì đây, chủ ngữ chung nhá, xong đến bước 2 xong, bước 2 xong rồi mới đến cái mệnh đề rút gọn ở đằng sau như này. Nhưng mà thường trường hợp này á, là nó phải nối một liên từ, thường trường hợp này là nó phải nối bằng một liên từ, chứ đùng một cái tự nhiên để cái vấp vấp rút gọn đằng sau này thì nó hơi ngớ ngẩn nhá. Trường hợp này là phải có một liên từ, ví dụ ở đây là có liên từ when này kìa. Được chưa? Ok nhá. Rồi thêm một câu sửa lỗi sai nữa là mỹ mãn cuộc đời này. Có một dạng nó cũng hay thi, phần này là dạng sửa lỗi sai. Nào. Mình sẽ có nhá, inventing by Roger Bacon the magnifying glass. Magnifying glass có nghĩa là kính, kính gì? Kính viễn vọng hay kính gì đấy? Lại loại à. Magnify là phóng đại. Rồi mình nhớ ra. Magnify là phóng đại. Thì gọi là kính gì? Kính phóng đại đi. Thì các bạn thấy là chủ ngữ chung của mình là cái kính phóng đại nhá, đúng không? Kính phóng đại mà là inventing, inventing là phải dành cho rút gọn ở dạng chủ động chứ. Kính phóng đại tự phát minh ra nó, làm gì có cái chuyện đấy. Vậy sai chưa? Sai lòi ra rồi đúng không? Các bạn đây phải sửa thành là invent, invented, đúng rồi. Hiểu không cả nhà? Đấy, đi thi là nó sẽ lồng vào một cái câu sửa lỗi sai nhẹ nhàng nha chẳng hạn. Thì chỗ này các bạn nhìn này, chủ ngữ chung của bạn nó chính là cái kính phóng đại. Cho nên là chỗ này không dùng inventing được, vì inventing chỉ dành cho chủ động mà thôi. Vậy phải là invented by.
cả một tín hiệu bị động của bài đây này. Ok, vậy that's all, đấy là toàn bộ cái chuyên đề này của mình nhá. Thì hy vọng là các bạn đã có thể lĩnh hội thêm được một phần kiến thức và mình sẽ không thấy nó khó nữa. Bản thân cô thì lúc đầu cô gặp phần này, mùi cô bằng các bạn thì cô cũng thấy rất là khó. Thực ra hồi cô bằng các bạn, cô còn chưa được học phần này cơ. Nhưng mà sau khi mình làm nhiều mình sẽ không thấy nó khó nữa. Đặc biệt là cái tờ bài tập thì hãy làm nhiều để cho nó nhớ được các cái trường hợp của cô nha. Ok, so that enough for today. Bye bye cả nhà. Chúc chúng mình ghi chép đầy đủ bài và thi mong lên khá thật là tốt nha cả nhà ơi. Bye.